Các bạn đang được thưởng thức chất âm và uy lực mạnh mẽ của cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Knatsi Pro model CP15M, được thiết kế bát xúc 40 siêu trầm từ lớn bằng nửa mặt loa với công suất mạnh mẽ lên tới tối đa 1.800W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tối đa tới 125 dB trên model loa, sở hữu chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke ở những không gian phòng khách lớn mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư xúc và trầm. Với cặp loa còn đang mới long lanh như khui thùng. Trong đoạn clip tiếp theo thì chúng ta cùng thưởng thức một vài thể loại nhạc mà tôi hay thường test trên kênh, và quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những tuyệt phẩm loa cực kỳ là đáng chơi và sưu tầm cho nghe nhạc lẫn karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn. Và anh em cùng thưởng thức, chúng ta sẽ thấy rõ nhất câu trả lời. Có thể thấy được rằng với chất âm chơi đa thể loại nhạc thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chân thực trên cặp loa Knatsi Pro CP15M đến từ Japan. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của tuyệt phẩm loa này. Với chiều cao của phần thùng gỗ và được phủ composite siêu bền chống thấm nước rất sang trọng ở những không gian phòng khách lớn. Đó, quý vị cùng quan sát này. Với những cái hạt sơn lấp lánh trên phần thùng loa Knatsi Pro CP15M còn đang mới như khui thùng. Sở hữu chiều cao 70, ngang tới 47 cm, công suất 900, tối đa tới 1.800W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy cao 125 dB, đẹp xuất sắc ạ. Những cặp loa nổi tiếng hạng nặng đến từ Nhật Bản. Với cấu hình này thì có lẽ rằng quý vị đang chơi những cái cặp loa tàu khựa, loa rất là khủng, từ rất là khủng ạ. Nhưng mà khi mà so sánh với Knatsi Pro này, chúng ta sẽ thấy được rằng nó thể hiện hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cùng quan sát phía mặt trước. Một quả bát siêu trầm xương đúc, sở hữu gân vải phong cong tẩm dầu. Đó, quý vị thấy rằng nó có hai phong cong này. Nòng loa của nó rất là sâu, xương đúc này, từ lớn tới 20 cm, bằng nửa mặt loa. Hai cái ống hơi thở về phía dưới chân mặt trước, mang lại cho uy lực giải trầm mạnh như hai cái súp khủng ở phần cúc bát 40. Đây cũng là ưu điểm đầu tiên của Knatsi Pro. Phần bên trên là một quả kèn 40, cao gần 20, củ lớn 16 cm, công suất lớn. Với công suất sở hữu của cặp loa này thì nó lên tới 1.800W, quý vị thấy rằng nó rất là mạnh. Đó, khi karaoke ở những căn phòng khách lớn thì chúng ta sẽ không tốn tiền đầu tư xúc và trầm luôn rồi. Và nó rất là đẹp. Đó, quý vị thấy rằng nó với tông màu xanh tím than phía bên hông. Riêng cặp loa này thì nó được thiết kế phần bảng thông số và rắc cắm lưu trích phía bên hông. Đó, một in một out và sơn đồ của phần mạch vào bên trong loa. Knatsi Pro CP15M đến từ Nhật Bản.
mới năm nay. Những cặp loa như thế này thì quý vị không bàn luận nữa rồi. Đó, mới không thì quý vị cứ quan sát thực tế đi ạ và chiêm ngưỡng. Đừng tiến loa còn đang mướt màu. Với chất âm chơi đa thể loại nhạc và đồng thời đây là một trong những model karaoke chuyên nghiệp cho cặp Granat Cifro CP15M. Đẳng cấp và sự thể hiện đến từ Nhật Bản, những model có độ nhạy cao, công suất lớn, uy lực mạnh mẽ. Một trong những cấu hình mà luôn được tìm kiếm và ưa chuộng cho nghe nhạc và karaoke. Phân khúc tầm giá chúng ta thấy rằng nó cũng không quá đắt đỏ như là một số model khác, chỉ là nhích hơn trên 20 triệu đồng thôi. Quý vị đã sở hữu được ngay được tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với Granat Cifro CP15M. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất là nhiều những thiết bị audio nữa mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho anh em cùng tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi đã chia sẻ trên kênh. Chắc anh đã đặt lòng quên.